tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp diễn ra vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã dành gần 4 tiếng đồng hồ để lắng nghe nhiều ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia với tinh thần mà theo Thủ tướng thể hiện quyết tâm vượt khó, có chí tiến thủ, chung sức đưa kinh tế đất nước bật dậy chứ không than nghèo kể khổ. Có đó, Chính phủ sẽ có những quyết sách toàn diện để cùng cộng đồng doanh nghiệp đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn và phát triển hiệu quả sau đại dịch. Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Chính phủ với doanh nghiệp và người lao động, như chỉ thị số 11, nghị quyết số 42 và quyết định số 15, đã có nhiều gói hỗ trợ ra đời liên quan đến an sinh xã hội, tài khóa, điện và viễn thông, những hỗ trợ từ khối ngành ngân hàng. Tuy nhiên, nhu cầu về vốn và ngân sách cho doanh nghiệp và an sinh xã hội vẫn còn lớn. Chúng tôi đề nghị Chính phủ nhanh chóng tăng cường nguồn lực tài chính và con người cho các quỹ trên, đồng thời để giảm bớt các cái thủ tục bảo lãnh cho vay và cộng, đồng thời cũng chia sẻ với ngành ngân hàng. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều đề xuất, kiến nghị từ các bộ ngành, hiệp hội khác về chính sách miễn giãn thuế cho doanh nghiệp, đặc biệt các ngành chịu thiệt hại nặng nề từ dịch bệnh. Chính phủ nghiên cứu, xem xét đối với ngành du lịch áp dụng cái cơ chế năm 2002-2003 đã từng áp dụng với ngành du lịch, lúc đó là giảm cái thuế VAT xuống 5% và thuế tiêu thụ đặc biệt để giúp cho ngành du lịch có thể phục hồi. Bộ đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, địa phương để tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm các loại phí lệ phí để giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đã ban hành để doanh nghiệp người dân nhanh chóng được hưởng hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi nhất. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội và gián đoạn nguồn cung do đóng cửa thị trường ở nhiều nước, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao hơn mức tăng trưởng bình quân của các nước phát triển ngay thời kỳ thuận lợi. Đây là sự nỗ lực lớn của cộng đồng doanh nghiệp, của tổng thể nền kinh tế. Trong khi nhiều nước phát triển đang chịu gánh nặng tài chính lớn, thì Việt Nam đã tích lũy được nguồn lực nhờ những năm tăng trưởng thuận lợi gần đây. Điều này cho thấy Việt Nam không phải quá phụ thuộc vào thị trường thế giới như nhiều ý kiến, đồng thời chứng minh rằng năng lực nội sinh của kinh tế Việt Nam, của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam là vô cùng to lớn. Khi các lệnh giãn cách được nới lỏng, dịch bệnh đi qua, nhịp đập xã hội trở lại bình thường, nền kinh tế Việt Nam như chiếc lò xo bị nén lại và giờ là lúc bùng ra. Trên tinh thần đó, Thủ tướng nêu rõ phải tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế. Phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%, đồng thời phải kiểm soát lạm phát dưới 4%. Muốn như vậy, chúng ta phải tập trung vào 5 mũi đáp công. Một là phải thu hút đầu tư các thành phần kinh tế trong nước, trước hết là đầu tư tư nhân. Hai là thu hút FDA. Ba là đẩy mạnh xuất khẩu. Bốn là thúc đẩy đầu tư công. Năm là khuyến khích tiêu dùng nội địa với dân số gần 100 triệu dân. 6 lời đề nghị dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Một là yêu tổ quốc. Thứ hai là đoàn kết. Vì ba, không nản chí. Thứ tư là năng động quyết đoán. Thứ năm là sáng tạo. Thứ sáu, cần có niềm tin. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, bây giờ là lúc bàn đến chính sách tăng tốc, chính sách đòn bẩy. Chúng ta chứng kiến tinh thần chống dịch như chống giặc, giờ đây tinh thần chống trì trệ cần được thúc đẩy. Trên tinh thần có nhiều ý kiến đóng góp, kiến nghị được gửi về các kênh tiếp nhận thông tin. Và ngay tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các cơ quan liên quan lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các nhà đầu tư, các hiệp hội, để Chính phủ có nghị quyết tốt nhất, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thời gian tới.